Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Huyền Bolero. Chúng ta đang có mặt tại sân vận động của trường chuyên năng khiếu thể dục thể thao Nguyễn Thị Định để chứng kiến màn thử thách chạy vũ trang 800m dưới cái nắng 12 giờ trưa. Bây giờ thì những vận động viên cũng gần tốt cuối rồi. Thì trong đó trường của mình có một bạn tham gia chưa bao giờ mà chạy dưới cái nắng 12 giờ trưa như vậy, cho nên là cũng rất là lo các bạn. Các trọng tài cũng rất là mệt rồi. Các vận động viên phải mang súng và đeo bao xe để chạy ở cái cự ly 800m. Bây giờ là mấy giờ vậy Lâm? Bây giờ là khoảng 12 giờ thiếu 10, 12 giờ kém 10. Đây là một cự ly trung bình, nhưng mà dưới nắng 12 giờ trưa thì cũng rất là khó các bạn. Các vận động viên đăng ký tham gia thi đấu phải có cái giấy khám sức khỏe chứng nhận của Ủy ban Nhân dân huyện. Bấm giờ đi lên. Bấm giờ. Ai bấm giờ dưới này? Tài ơi. Anh Tài ơi. Tài ơi Tài. Bấm giờ anh. Rồi, các vận động viên đã vào vị trí xuất phát. Xung quanh chúng ta thấy là rất là nhiều trường thi đấu hoặc đang chờ thi đấu. Phía bên kia là phía bên cái dù là trọng tài, các vận động viên đang chờ thi đấu. Còn chúng ta thấy có một vận động viên vừa hoàn thành cái cự ly của mình. Rồi còn bao nhiêu vận động viên chưa có tên? Bao nhiêu vận động viên chưa có tên? Tập trung về bàn ban tổ chức chưa được gọi tên. Giới thiệu các bạn, đây là trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Định, nằm ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu các bạn có dịp đến trường này thì các bạn đi tới quốc lộ, đi theo đường Võ Văn Kiệt qua cầu Lò Gốm. Đi thêm khoảng 700m đây có đường rẽ sang bên tay trái, nối với đường An Dương Vương nhỏ của quận 6. Các vận động viên đã đi được một nửa của vòng rồi, hơn một nửa của vòng rồi. Phía bên đây là các vận động viên thi những môn khác. Hôm nay thì có rất là nhiều môn thi như là tháo lắp súng, băng bó chuyển thương, ném lựu đạn. Nhóm đội đạo thì chiều nay thì mới tổ chức. Như vậy là các vận động viên đã hoàn thành một tập. Các vận động viên đã hoàn thành được một vòng. Là có dấu hiệu của những vận động viên đã đuối sức. Đây là cái giải nằm trong cái hội thao giáo dục quốc phòng an ninh thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức chiến thuật mà em được tổ chức hàng 2 năm một lần. Nhưng mà có một sự cố thì sau mùa giải năm nay cứ 3 năm mới tổ chức được lại một lần. Thì hy vọng là những năm tiếp theo thì cứ 2 năm lại có một lần. Thuận bắn hầu cá lên nhất rồi. Ok bài. Thôi nhìn rồi. Như vậy đã hoàn thành với thời gian là hồi nãy là
223, bây giờ 539 thầy. 239. Một thành tích rất là tốt rồi. Ra nước cho Thuận kia. Nước. 239. Ok. Nhân nãy như thầy. Nhân hồi nãy 4-10. Ăn không thầy? Hồi nãy thì bên trường An Nghĩa cũng có một vận động viên tham gia về nhì. Hai bạn đều về nhì.